không phải ngẫu nhiên mà thiên nga được xem là biểu tượng của vẻ đẹp kiêu sa và sang trọng của người phụ nữ, nhất là trong các hoạt động nghệ thuật. Trong đó đã có bao nhiêu bút mực miêu tả về cú đập cánh của loài thiên nga như một trong những nét đẹp đặc trưng hoàn mỹ của loài chim này. Một cách ước lệ, đó cũng chính là cái chớp mắt đẹp nao lòng của những người phụ nữ, để từ đó những mối tình đẹp được nở trái đơm hoa. Vì vậy mà thiên nga còn là biểu tượng của tình yêu và lòng chung thủy. Xác định sứ mệnh chăm sóc cửa sổ tâm hồn cho những người phụ nữ, Xu Hình đã lấy hình ảnh thiên nga làm biểu tượng thương hiệu, với mong muốn làm tăng vẻ đẹp cho đôi mắt bằng việc cung cấp các sản phẩm giải pháp về lông mi và nguyên phụ liệu dùng để nối mi. Nhà máy Xu Hình tại Bình Dương với diện tích 1.500 m², tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, trên 100 công nhân, nhân viên làm việc tại đây. Xu Hình sở hữu hệ thống máy sấy nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đặc biệt, Xu Hình được chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc và luôn được tư vấn bởi các chuyên gia làm đẹp đến từ Mỹ, Hàn Quốc. Showroom của Xu Hình cũng được đặt tại Bình Dương, trưng bày đầy đủ các sản phẩm về mi và nguyên phụ liệu dùng để nối mi. Tại đây thường xuyên có chuyên gia tư vấn để các đại lý khách hàng có thể yên tâm chọn lựa đúng sản phẩm cần mua, cũng như có các hoạt động trình diễn nghệ thuật nối mi tại chỗ. Sau hơn 10 năm được bán xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Đài Loan, đến nay, Xu Hình chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam với hệ thống đại lý, nhà cung cấp tại các tỉnh thành như Biên Hòa, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy, sản phẩm Xu Hình được ưa chuộng bởi chất lượng, mẫu mã, độ cong, độ bền. Trong đó, hai dòng sản phẩm đặc biệt chỉ có tại Xu Hình là bích hợp và hoa sơn trà. Là người phụ nữ hiện đại, hơn ai hết, chúng ta ý thức rất rõ về tầm quan trọng cũng như giá trị của việc chăm sóc bản thân và làm đẹp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự thành công của chính mình. Nói cách khác, với mỗi bước chăm chút sắc vóc, người phụ nữ đã xây thêm cho mình một nấc thang tiến gần hơn đến sự thành công và hạnh phúc. Bản thân tôi cũng là người phụ nữ hiện đại. Tôi mong muốn thương hiệu Xu Hình trở thành bạn tâm giao của người phụ nữ với các phương pháp làm đẹp chất lượng, uy tín, từ đó giúp nâng tầm phái đẹp, giúp người phụ nữ tự tin hơn trong hành trình khẳng định giá trị bản thân. Bằng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực lông mi, chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu một hàng mi đẹp đóng vai trò tối quan trọng trong việc tạo nên sự cuốn hút của người phụ nữ. Chính vì vậy, trong tất cả các khâu sản xuất, chúng tôi tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt về chất lượng, nguyên liệu, màu sắc, độ cong và độ bền để cho ra đời những sản phẩm hoàn hảo nhất. Chúng tôi hy vọng rằng Xu Hình sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn trong việc làm đẹp cho cửa sổ tâm hồn của mình.
từ đó gia tăng thần thái tự tin, năng lượng tích cực và tỏa lan niềm vui, niềm hạnh phúc từ chính bạn đến với cuộc sống chung quanh, để mỗi ngày của bạn sẽ là một dấu ấn trong cuộc đời. Bên cạnh chất lượng được giám sát, thẩm định, điểm nổi bật khác của Xui Hân chính là khả năng cung cấp đa dạng các dòng lông mi khác nhau, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng trong và ngoài nước. Như thiên nga đập cánh trong niềm kiêu hãnh, người phụ nữ hoàn toàn ý thức được cái chớp mắt của mình có thể làm rung động được một trái tim. Với phụ nữ thời hiện đại, những người làm chủ được cuộc sống và hạnh phúc của chính mình, thì Xui Hân chắc chắn là một người bạn không thể thiếu trong việc hoàn thiện vẻ đẹp bản thân, giúp họ tự tin và thành công hơn trong công việc, hôn nhân và cuộc sống.